Hello, chào anh em quay lại với channel của mình. Mình là Si đây. Thì hôm nay như đã hứa thì ở vlog trước mình đã có một cái trailer mình giới thiệu về một cái hệ thống chiếu sáng mới trên xe mình ha. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu với em nó, với mọi người, tất cả mọi người trên đây cùng biết ha. Thì đặc biệt đây là sẽ là cái sản phẩm tiếp theo của mình bán trong cái Si Shop. Thì những bạn có theo dõi cái fanpage Si Shop của mình thì hiện tại cũng biết là nó vừa mới đổi tên từ Si thành Si Shop. Thì cái nơi fanpage này á, mình sẽ là cái nơi để mình kinh doanh buôn bán những cái sản phẩm tiếp theo ha. Thì trong thời gian tới đây mình sẽ triển khai buôn bán rất là đa dạng cái chủng loại cũng như mẫu mã về cái sản phẩm trên đây. Thì các bạn nhớ là vào cái phần miêu tả của mình á, có cái Si á fanpage, rồi bạn vào đó thì bạn nhớ like cái trang ha, đăng nhận là nhiều thông báo mới ha. Thì mình xin giới thiệu với các bạn, đây là một cái sản phẩm mới trong cái chuỗi sản phẩm mình sẽ kinh doanh đây. Thì người ta nói là nói có sách mắt có chứng, thì mình đã làm một cái phần trailer mình giới thiệu về nó sơ lược rồi. Thì sau cái vlog này mình sẽ có một cái vlog nói tiếp những cái clip này nè, mình sẽ có một cái phần là test ánh sáng của cái bóng này riêng cho các bạn ha. Các bạn đó sẽ theo dõi tiếp theo ha. Rồi mình sẽ giới thiệu với các bạn, đây là bóng LED Orgam T19. Thì như các bạn đã biết thì trong các hãng sản xuất thì lớn trên thế giới về cái hệ thống chiếu sáng, thì Orgam là một trong những cái hệ thống, một cái tên tuổi có thương hiệu trong cái những cái cơ sở sản xuất bóng này ha. Thì bình thường á, đối với cái đèn sử dụng ánh đầu halo của mình là sử dụng những cái bóng loại này nè, bóng thế hệ cũ nè. Ở đây là cái bóng hoạt gam, thì lúc trước mình giới thiệu nó tăng sáng 25% này ha, 50% chứ. Thì mình đã ngưng sử dụng nó rồi. Ở đây là những cái bóng zin theo chó đèn. Với những cái bóng này á, bóng halogen này á, thì nó cho cái hiệu suất ánh sáng tương đối thôi, nhưng mà nó không có sáng. Rồi thì để đáp ứng được cái nhu cầu đi đêm thường xuyên của mình á, thì mình sẽ cần phải thay đổi một cái loại bóng mới. Đây là bóng của Orgam sản xuất. Thì bóng này á là một cái phiên bản sản xuất giới hạn đặc biệt. Đây các bạn có xem nè, Limited Design. Đây là phiên bản thiết kế là giới hạn ha. Tại vì hiện tại trên các thị trường trên thế giới á, thì còn sử dụng những cái bóng đèn mà kiểu mà chân M5 này thì rất là hiếm ha. Chỉ có là Thái Lan và Indonesia là còn sử dụng cái chó này thôi. Hoặc là những cái chiếc xe đời cũ như Way Game đời cũ thì nó còn sử dụng cái bóng mà chân M5 này ha. Còn đối với những cái dòng xe mới hiện tại trên thị trường là điều chỉnh qua chân H4, H1S. Rồi, ánh sáng này là cho ánh sáng trắng nè các bạn. Nhiệt độ màu là 6000K ha. Rồi chip LED nè. Công nghệ này là công nghệ của Đức ha. Bóng này thì được sản xuất tại Trung Quốc. Đây có tem chống hàng giả của Orgam mà. Rồi, còn đây là cái phần chip LED ở đây. Thì bóng này thì nó không có, do nó sử dụng chân M5, chân này rất là cũ rồi, nhưng nên nó sẽ không có sử để tiết kiệm được không gian cũng như là tránh nó đụng với cái phần mà đồng hồ nó quá nhỏ của cái đầu này nè. Thì nó không sử dụng tản nhiệt quạt cũng như là cái tản nhiệt lá như mấy cái đời sau ha. Nó sẽ dùng cái tản nhiệt nhôm phần trước này luôn. Nó tận dụng được cái thiết kế của cái bóng mà nó làm tản nhiệt luôn, vừa mà tản nhiệt được mà vừa tăng được thẩm mỹ cho bóng đèn lên nữa, rồi không có gườm gà nữa. Rồi nó sử dụng 8 cái chip LED ha. Khi mà chạy code thì nó sẽ chạy 4 tim code, 2 tim dưới bên này và 2 tim dưới bên này nè. Và khi pha thì nó cháy cả 8 tim luôn. Rồi, vì thế nó cho cái ánh sáng có độ sáng rất là gom.
đặc biệt là không có chá người đi ngược chiều với mình ha. Mà cái điều đó thì rất khó làm ở LED, nhưng mà chip này, cái bóng này thì mình đảm bảo các bạn ha, mình bao luôn. Thì mình đang sử dụng đây, thì để cho các bạn tin thì mình sẽ quay một cái clip sau. Cuối cái clip này mình sẽ quay một clip test ánh sáng nè. Rồi đặc biệt á, các bạn lưu ý là khi sử dụng LED thì mình phải chuyển sang sử dụng điện bình ha. Tại vì do đặc điểm của chip LED đó, nó phải có cái dòng điện ổn định, cường độ dòng điện không thay đổi nhiều. Nếu mà nó các bạn sử dụng điện máy thì nó sẽ chết chip LED ha. Thì khi đó mình sẽ không bảo hành cho các bạn ha. À mình sẽ nói lại ha, cái chế độ bảo hành của cái chip LED này á là 1 tháng, 1 đổi 1. 1 đổi 1, nhưng mà phải lỗi nhà sản xuất nha. Các bạn mà sử dụng các điện máy á, mà các bạn không sử dụng điện bình á thì cháy, mình sẽ lúc đó mình sẽ không có đổi trả cho các bạn ha. Tại vì khi mà các bạn báo là chip nó bị hư thì mình sẽ yêu cầu các bạn chụp lại, mở đầu đèn ra, chụp lại cái hệ thống điện của mình. Đối với những bạn ở xa, còn mở phải trực tiếp của mình ở đó xem luôn ha. Nói chung là phải gọi dạng như gọi video đó. Rồi đối với những bạn ở khu vực Cần Thơ thì mình phải mở đầu đèn ra trực tiếp mình kiểm tra. Nếu mà cháy mà do sử dụng sai hệ thống điện thì mình sẽ không bảo hành. Đó, trường hợp nó bị hư như là nó đứt tim cốt tim pha thôi, chứ nó không có bị hư vậy đâu. Bóng này có gam mà, chất lượng lắm. Rồi thì bóng này được lắp từ như zin hay các bạn. Nó cũng như bao cái bóng zin khác thôi, lắp từ y như zin thôi. Thì bóng này là các bạn xem lại nó đi ha. Thì các bạn có quan tâm thì nhớ inbox mình hoặc là gọi điện thoại trực tiếp. Số điện thoại mình để trên Facebook của mình á, các bạn vào đó theo dõi mình nhận được cái nhiều cái thông tin mới ha. Rồi mua hàng thì vui lòng gọi trực tiếp đi hoặc là inbox cho mình. Với những cái bạn ở xa thì mình có hai hình thức bán hàng, một là chuyển khoản trước, hai là ship code. Ship code thì các bạn phải đặt cọc trước số tiền của mình ha. Thì nói chung các bạn, nếu mà các bạn có khả năng thì các bạn cứ đi ship code, chuyển khoản trước đi. Mình buôn bán kinh doanh mình không có lừa gạt ai đâu. Thì anh em cứ đã nhiều anh em tin tưởng ủng hộ sản phẩm bên mình này. Cái này à quên. Dạ, cái này là không phải cửa hàng nào cũng bán đâu nha các bạn. Vì nó là phiên bản giới hạn á. Thì khu vực Cần Thơ này chỉ có mình với anh mình phân phối nó thôi. Thì giá bán lẻ hiện tại là 250.000 cho bóng này ha. Bảo hành 1 tháng 1 đổi 1 nếu mà lỗi của nhà sản xuất. Thì nói chung nói mình nói thì nói 1 đổi 1 thôi, nhưng mà trong vòng 1 tháng nữa, nhưng mà nếu mà các bạn sử dụng á và nem qua mình kiểm tra mình thấy cái bóng nó cũng còn mới lắm. Thì giống như mình có, tại vì lúc mình bán mình không có ghi phiếu bảo hành đâu. Thì mình cũng châm chế mình gửi lên bảo hành, nếu mà gửi được mình vẫn hỗ trợ gửi bảo hành cho các bạn ha. Mà mình xài cũng đã 2 tuần nay rồi, nói chung nó vẫn ok. Và mình sẽ, các bạn hãy theo dõi cái phần mà đích tích ánh sáng phía sau nha. À, cảm ơn. Rồi chào anh em ha. Thì sau khi mình đã lắp xong, hoàn thành nhập cái chó này rồi á, thì cái bóng nó như vậy nè. Rồi mình để đảm bảo cho cái việc mà chiếu sáng được hiệu quả, cũng như là giảm đáng kể cái điện năng tiêu thụ của cái bóng ha, thì mà mình không cần lên cái cục sạc á, thì mình phải thay cái bóng sao bằng bóng LED luôn ha. Thì ở đây mình sử dụng laptop F1, thì ở vlog trước mình đã có giới thiệu rồi. Thì các bạn có mua thì nên mua combo luôn ha, đặng cho mình tiết kiệm điện năng ha. Oh really? Rồi, hello, chào anh em ha. Thì bây giờ mình sẽ quay cái đoạn này đặng mình test cái ánh sáng cho anh em xem ha. Cũng giữa đèn code cũng như đèn pha, rồi cái độ gom của cái bóng Orcam chân M5 này ha. Thì hiện tại mình lựa chọn một cái khung đường, đây là mình đang dưới quê mình. Thì hiện tại là đây là đèn màn hình mình nè. Chỉ có cái đèn no nó sáng nè ha. Còn ngoài
kia xa xa mới có ánh sáng ha. Thì rất là tối, tại vì ở để có một cái cung đường tối gì thì mới cho anh em thấy một cách khách quan về cái độ sáng của bóng đèn được ha. Thì bây giờ mình sẽ mở cái đèn nền lên. Đó, thì do xe mình đang sử dụng điện bình nên khi mình bật công tắc ra thì đèn nền nó cháy ha. Rồi, bây giờ mình sẽ mở đèn code cho anh em xem. Đó, là đèn code nè. Anh em thấy rõ không? Thì đèn code nó cho một cái ánh sáng gom chụm lại rất là tập trung ha. Nó không có bị phát tán nhiều. Tại vì đây là cái bản thiết kế làm gọi là giới hạn mà đặc biệt dành cho cái những cái bóng mà chó chân M5 nè. Đó, rất là gom nha các bạn. Thì nên cái ánh sáng nó rất là tập trung. Đặc biệt nó không gây chói người đi ngược chiều ha. Thì đây là cái đèn code ha. Mình sẽ bật pha cho các bạn xem. Pha, code, pha, code, pha. Các bạn cũng nhìn thấy rõ ha. Là nó có đường cắt rõ ràng thấy không. Khoảng cách giữa code pha nó có một cái khoảng cách rõ ràng luôn. Nó không có bị mà như mấy cái bóng rẻ tiền á, thì nó sẽ chung chung lại, tụm chung lại, mình nhìn mình không biết. Mà khi pha có pha, code có code thấy không. Đó, code pha, code pha, code. Rồi đặc biệt cái đèn này là nó rất là im, nó không có gây ánh sáng thì gom như các bạn nhìn thấy rồi phải không? Pha, đó, nó rộng hơn, rất là sáng các bạn. Thì công suất thực của cái đèn này là 13, gần 13W á. Rồi nó có một cái điểm hay nữa là cái đèn code nó là không có chá người đi ngược chiều ha. Thì để mình quay đi ngược chiều quay cho các bạn xem. Đó, khi mình đi ngược chiều thì nó như vậy nè. Nào mình xuống thì nó mới chá thấy không. Thì khi mình đi ngược chiều lại vậy thì nó giống như là đèn halogen zin mình thôi. Rồi khi mình nâng xuống nè, nó đúng cái tầm của nó mới chá nè, thấy không. Camera nó cho mình thấy rõ được cái độ chá không ha. Là không gây chói mắt cái người đi ngược chiều ha. Thì bình thường tại sao mình không có gắn bóng led. Tại vì đặc điểm của bóng led đó, thì nó sẽ gây một cái hạn chế là nó gây khó chịu, làm ảnh hưởng đến cái người đi ngược chiều. Mà bây giờ cái bóng này nó đã đáp ứng được cái nhu cầu mà cũng như cái vấn đề mà không vừa gom vừa sáng, đảm bảo độ sáng mà lại không gây ngược chiều cho người đi chán mắt cho người đi ngược chiều nữa, thì mình lựa chọn ha. Thì các sẵn đây mình cũng kinh doanh cái sản phẩm này thì các bạn nhớ ủng hộ mình ha. Rồi mình xin cảm ơn.